Xin chào cả nhà. Ngày 13 tháng 3, bà Giang Tiến ở bên Mỹ đã bắt đầu đăng bài kêu gọi quyên góp mỗi người một viên gạch để xây mộ cho chú Vũ Linh. Thì ở dưới phần bình luận, hình như là hoa hậu hay là á hậu gì, tên là Lưu Bảo Anh, có comment như thế này: fan của anh Linh mà nghe tin này, chắc góp đá xây được nguyên cái cao ốc luôn, chứ không chỉ là một bia mộ. Em chờ anh Thành lập tài khoản. Phần tiên, em vẫn luôn đau đáu chờ chị về Việt Nam để làm một điều gì đó cho anh Linh. Một đêm tưởng niệm, một đêm để nhớ về anh sau này. Mình nhớ không lầm thì cái cô Lưu Bảo Anh này ủng hộ cho Hồng Phượng rất là nhiệt tình. Hình như là đã có đôi lần đụng độ với lại chị Lộc Vườn Cây thì phải. Chỉ là một fan của chú Vũ Linh. Và chị cũng có nhận xét là khi mà quyên góp để mà xây mộ cho chú thì chắc là sẽ xây được nguyên cái tòa cao ốc luôn, chứ không phải là chỉ là một bia mộ. Vậy mà khi công bố ra số tiền quyên góp, không biết chị ấy có bất ngờ hay không, khi mà số tiền ở Việt Nam chỉ có 110 triệu thôi. Chuyện thứ hai là mình có tìm được mấy cái bình luận cuộc nói chuyện giữa ông Thành và Hồng Loan lúc mà chưa xảy ra chuyện. Mình đọc nghe cũng mắc cười, để mình đọc cho các bạn nghe. Vào ngày 2 tháng 3, là trước khi chú mất 3 ngày, ông Sà Thành có đăng lên status là đêm nay tới sáng. Thì ở dưới phần bình luận, Hồng Loan có vô hỏi là quánh bày cào hay gì? Ông Thành trả lời thua hết 500k. Thì Hồng Loan cười ha ha ha. Sau đó Hồng Loan nói tiếp là đi ăn bánh xèo tiếp đi, lấy lại may mắn. Thì ông Thành trả lời giờ này bánh xèo nghỉ rồi. Theo các bạn thì đi ăn bánh xèo nó may mắn hay không ta? Xong rồi thì Hồng Loan nói tiếp dậy thức đi. Cái câu kết này mới quan trọng nè, như là điềm báo trước luôn. Hồng Loan nói với ông Thành là ván bài này cao quá, tính cho kỹ, không là thua tuột quần, hết về Pháp. Cái cuộc nói chuyện này thì lúc đó chưa có xảy ra chuyện, hai người chỉ nói vui vẻ qua lại thôi. Nhưng mà khi mà xảy ra chuyện rồi thì khi đọc lại thì mình có cảm tưởng là như là cái lời tiên tri trước vậy đó. Ông Thành, sau cái ngày 20 tháng 5 Hồng Loan lên bộ tố thì ông lật đật bay về Pháp liền đó, để không bị tuột quần, thua tuột quần, không về Pháp được. Ổng đứng tên trên tài khoản kêu gọi quyên góp mà. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ổng là người bị còng trước. Bởi vậy bãi chọ là thượng sách.